Hello, xin chào các bác nha. Em về được hai cây Sure Beta 87A ha, hàng tuyển chọn đẹp đăng can các bác. Hàng thì đẹp đăng can nha, nhưng mà có một cây đẹp, một cây đẹp hơn. Đây, cây đẹp trước ha. Cây này đẹp đăng can, nói chung là đẹp như mới các bác ha. Đây, hầu như là không có chảy xước nha các bác. Rất là đẹp luôn nha. Rất là đẹp nha các bác. Beta 87A ha. Lưới còn sáng bóng đẹp can sapan quá ha. Cái này thì là giá là 4 triệu 6 nha các bác. Gồm mix với một cây bao da nha. Giá là 4 triệu 6 các bác nha. Rồi. Cái này cũng rất là đẹp quá ha, nhưng mà nó có chày nha. Em thấy nó có chày đó, đây này các bác, đó. Đây. Cũng rất là đẹp, nói chung là đẹp giống như cây này á. Về đẹp thì nói chung là mới á, về độ mới nha, thì giống y chang cây này, nhưng mà nó có một hai cái vết chạy chỗ này các bác đó. Thì hay là quá sử dụng mà đôi khi nó cũng không có tránh khỏi quá ha đó. Nhưng mà còn về độ mới thì y chang vậy ha, nên là cái này rẻ hơn. Cái này bán 4.3 triệu nha, cái này 4.6 triệu nha, cái này 4.6 triệu, cái này 4.3 triệu nha các bác. Cũng có bao da nha, bao da dưới này 87A nha. Dây thì là bán kèm nha các bác. Dây này dây dây New World. Dây này là kèm với mic, nó về kèm với mic nha. Em bán kèm luôn. Dây này là New World Minphone Cap ha. Này dây này 6m. Thì dây này là 400.000. Cũng kèm nha, chứ không có chứ không có kèm theo con mic nha các bác. Bán kèm dây là 400.000 ha. Mic là dây cây này là 4.6 triệu này, cây này 4.3 triệu ha. Mic thì sẽ kèm với một cái bao da, còn dây là 400.000 các bác ha. Ngoài ra thì bên em sẽ có một dây Mogami và Jack Music 5m thì là 600.000. Các bác lưu ý là 80A này là dòng condenser ha, nên là các bác nào xài văn số hoặc âm ly thì mình lưu ý là mình phải xài qua một cái nguồn banh tôm 48V nha. Còn xài mixer thì mình đã có thì nó sẽ có tích hợp sẵn rồi. Hàng đẹp can xe ban quá, nói chung là hàng đẹp như mới luôn. 80A 4.6 triệu giá rất là tốt nha. Cây này giá 4.3 triệu, nói chung là không đẹp bằng này. Rồi, cảm ơn các bác, xin chào, hẹn gặp lại.